tôi xin chân thành cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi và ủng hộ cho các cơ sở thương mại đã luôn đồng hành cùng đài truyền hình. Quay trở lại với phần tin tức tổng hợp ngày hôm nay, tiếp tục sẽ là bản tin về Á Châu Việt Nam. Mở đầu là bản tin Trung Quốc kêu gọi bình tĩnh, nói đang xác minh báo cáo khinh khí cầu gián điệp. Trung Quốc vào hôm thứ Sáu cho biết Bắc Kinh đang xác minh các báo cáo rằng một khinh khí cầu do Trung Quốc đã bay qua Hoa Kỳ trong vài ngày và kêu gọi cả hai bên giải quyết vấn đề trong bình tĩnh và thận trọng. Trong một cuộc họp báo vào hôm thứ Sáu, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bà Mao Ning nói nước này đang xác minh sự việc và kêu gọi cho đến khi làm rõ sự thật, việc phỏng đoán và thổi phồng sẽ không giúp giải quyết vấn đề. Chúng tôi hy vọng cả hai bên sẽ giải quyết tình huống với sự bình tĩnh và thận trọng, bà cũng nói thêm. Theo yêu cầu của Tổng thống Joe Biden, Bộ trưởng Quốc phòng ông Lloyd Austin và các viên chức quân sự hàng đầu của Hoa Kỳ đã cân nhắc việc bắn hạ khinh khí cầu nói trên, nhưng họ đánh giá phương án này sẽ gây nguy hiểm cho người dân trên mặt đất. Ngũ giác đài đề nghị sử dụng tiêm kích bắn rơi khí cầu trên bầu trời của tiểu bang Montana, đồng thời điều động chiến đấu cơ tàng hình F-22 đến khu vực để sẵn sàng hành động. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ từ bỏ kế hoạch bắn rơi mục tiêu vì lo ngại những mảnh vỡ từ khí cầu có thể rơi xuống và đe dọa mạng sống của những người dân ở phía dưới. Một trong các viên chức Hoa Kỳ cho biết, khinh khí cầu gián điệp đã bay qua Hoa Kỳ vài lần trong những năm gần đây, nhưng khinh khí cầu này dường như bay lâu hơn những lần trước. Trong khi đó, thì tin tức đã cho hay là cựu bộ trưởng tư pháp của Nam Hàn bị 2 năm tù vì tham nhũng. Tin cho hay một tòa án Nam Hàn hôm thứ Sáu đã kết án cựu trưởng bộ tư pháp Cho Kuk 2 năm tù vì tội làm giả giấy tờ để giúp con vào đại học trong một vụ bê bối đã khoét sâu thêm chia rẽ chính trị và khiến nhiều cử tri trẻ thất vọng. Vị cựu giáo sư luật nổi tiếng này từng là phụ tá chính của cựu tổng thống Moon Jae-in và từng giữ chức bộ trưởng tư pháp trong một thời gian ngắn trước khi ông từ chức vì vụ bê bối và bị truy tố hàng chục tội danh bao gồm hối lộ và gian lận tài liệu vào cuối năm 2019. Tòa án quận Trung Tâm Seoul đã kết án ông Cho Kuk vào hôm thứ Sáu về tội làm giả tài liệu để gửi con trai và con gái của ông vào các trường trung học và đại học danh tiếng, đồng thời gây ảnh hưởng để can thiệp vào cuộc điều tra tham nhũng có liên quan đến một người thân cận của ông Moon. Nhưng tòa án đã không bỏ tù ông Cho Kuk ngay lập tức với lý do việc điều tra đã hoàn tất và vợ ông đang thụ án tù vì các tội danh có liên quan. Hàng chục người biểu tình ủng hộ và chống ông Cho Kuk đã tập trung trước tòa án, hô vang các khẩu hiệu khi ông Cho Kuk đến tòa án để nhận tuyên án. Ông Cho Kuk, người phủ nhận mọi hành vi sai trái, đã cho biết ông sẽ kháng cáo. Hoa Kỳ và Hàn Quốc vẫn tập trận chung bất chấp phản đối của Triều Tiên. Hoa Kỳ và Hàn Quốc hôm ngày 3 tháng 2 đã tổ chức tập trận lần thứ 2 trong một tuần với các chiến đấu cơ mới nhất của họ, bất chấp những lời kêu ca của Triều Tiên rằng các cuộc tập trận này đang làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo. Hai nước đã tiến hành tập trận chung trên biển phía Tây của bán đảo Triều Tiên hôm ngày 3 tháng 2, với sự tham gia của các máy bay chiến đấu như F-35A của Hàn Quốc và F-22 và F-35B của Hoa Kỳ. Quân đội Hàn Quốc đã cho biết trong một tuyên bố, không quân hai nước sẽ tiếp tục tăng cường tập trận chung để có năng lực phản ứng mạnh mẽ và sẵn sàng chống lại các đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Một tuyên bố đã cho biết như trên. Năm ngoái, Triều Tiên đã tiến hành số vụ thử tên lửa đạn đạo nhiều kỷ lục, là hành vi bị cấm theo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Họ cũng bị quan sát thấy đã mở lại địa điểm thử vũ khí hạt nhân vốn đã bị đóng cửa, làm dấy lên dự đoán họ sẽ thử hạt nhân lần đầu tiên kể từ năm 2017. Hôm ngày 2 tháng 2, Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết các cuộc tập trận trước đó của Hoa Kỳ và các đồng minh đã đạt đến làn ranh đỏ cực độ và đe dọa đến bán đảo này thành kho đạn dược chiến tranh khổng lồ và vùng chiến của sự nguy cấp.
Sang tin tức từ Việt Nam, các hãng du lịch lữ hành của Việt Nam trông chờ khách Trung Quốc trở lại. Các công ty du lịch lữ hành Việt Nam đang mong chờ làn sóng du khách Trung Quốc quay trở lại như trước dịch sau khi nước này dỡ bỏ các hạn chế đi lại, mặc dù vẫn còn những lo ngại về việc lây lan COVID-19, theo tìm hiểu của đài VOA. Trung Quốc là một trong những thị trường khách du lịch lớn nhất và chi tiêu nhiều nhất trên thế giới, và các quốc gia Đông Nam Á như Thái Lan, Singapore, Malaysia, Cambodia và Việt Nam là những điểm đến hàng đầu của du khách Trung Quốc. Riêng Việt Nam, theo Tổng cục Du lịch trong năm 2019, tức là trước khi Trung Quốc đóng cửa với thế giới bên ngoài để tập trung chống dịch COVID-19, nước này đã đón tới 5.8 triệu lượt khách Trung Quốc, chiếm 1/3 tổng lượng khách quốc tế. Kể từ ngày 8 tháng 1, Trung Quốc đã mở cửa trở lại sau 3 năm chống dịch và ngành du lịch Việt Nam cũng như các hãng lữ hành đã có những bước chuẩn bị để đón lượng khách quan trọng này quay trở lại. Việt Nam hiện nay không đòi hỏi du khách Trung Quốc phải có xét nghiệm âm tính với COVID-19 mới được nhập cảnh, mà chỉ xét nghiệm những người có triệu chứng hay nghi ngờ mắc bệnh. Không riêng Việt Nam mà một số nước Đông Nam Á khác như Thái Lan, Singapore, Campuchia, Indonesia cũng có chính sách không phân biệt đối xử với du khách Trung Quốc như yêu cầu phải có xét nghiệm âm tính. Về nguy cơ dịch bùng phát trở lại ở Việt Nam với làn sóng du khách Trung Quốc, Trang Dinh đã dẫn lời tiến sĩ Trần Đắc Phu, cố vấn Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp Sự kiện Y tế Công cộng của Việt Nam đã cho rằng, trong thời gian tới sẽ có biến động nhất định về số trường hợp nhiễm COVID-19. Hoa Kỳ thu hồi kem diệp bảo của Việt Nam được các bà mẹ Việt đang bán rộng rãi trên Facebook. Loại kem trị tràm sữa phổ biến của Việt Nam đang được bán trên Facebook vừa bị thu hồi tại Hoa Kỳ sau khi hai đứa trẻ ở Hoa Kỳ bị phát hiện có lượng chì trong máu cao. Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA đã cho biết việc thu hồi dòng sản phẩm này liên quan đến tuyếp kem diệp bảo 10 gram được bán bởi shop mẹ cá. Trong thời gian qua, loại kem này đã được bán trên toàn nước Mỹ thông qua trang Facebook Shop Mẹ Cá và các nhóm Facebook của các bà mẹ Việt Nam như Hội Mẹ Việt Nuôi Con tại Hoa Kỳ, Mẹ Việt tại Hoa Kỳ, chuyên đồ bầu và chăm sóc sau sinh, Nguyễn Ngọc Shop. Shop Mẹ Cá ở Hayden, bang Virginia, Hoa Kỳ hôm ngày 1 tháng 2 đã ra thông cáo thu hồi các tuyếp kem diệp bảo 10 gram. Shop này nói các nhóm trên Facebook không liên kết với họ. Khách hàng có thể liên hệ qua email hoặc điền mẫu đơn trên trang web để trả lại sản phẩm. Lý do cơ quan quản lý của Hoa Kỳ thu hồi kem diệp bảo là vì khả năng loại kem này bị nhiễm chì. Vụ việc được phát hiện sau khi Sở Y tế bang Oregon, OHA, phát hiện hàm lượng chì cao trong hai tuyếp kem diệp bảo đã được phụ huynh của hai cháu nhỏ ở Portland, bang Oregon, sử dụng để bôi trên da con của họ. Hai cháu bé được phát hiện đều có nồng độ chì trong máu cao. Và cũng như thường lệ, ngay sau một vài bảo trợ thương mại ngắn, Xuân Quân Viên, Linh Trịnh và Xuân Anh sẽ trở lại để tiếp tục gửi đến quý vị phần tin sân khấu và điện ảnh. Mong quý vị đón theo dõi để biết thêm chi tiết.